Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại công văn số 3923, Sở Công thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ngoài các khu công nghiệp và khu công nghệ cao, các trung tâm thương mại, siêu thị chợ tăng cường kiểm soát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố Đà Nẵng. Theo đó, khi tiếp nhận các phương tiện vận chuyển hàng hóa cung ứng cho đơn vị mình, có trách nhiệm kiểm tra người điều khiển và người trên phương tiện vận chuyển, đáp ứng các quy định theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, kiểm tra đối chiếu nội dung giấy xác nhận kiểm soát cấp cho người điều khiển phương tiện ghi rõ thông tin những người tiếp xúc trong quá trình giao hàng bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và ký xác nhận vào giấy xác nhận kiểm soát phương tiện. Các đơn vị nhận hàng hóa từ các tỉnh thành phố thì yêu cầu người vận chuyển khai báo y tế trước 3 giờ nhằm nhanh chóng thực hiện các thủ tục kiểm tra khi đến các chốt, giảm thời gian chờ đợi. Đối với trường hợp các đơn vị sản xuất kinh doanh khác cần chủ động lập danh sách các phương tiện và người vận chuyển gửi về Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 6 để tổng hợp gửi Công an thành phố cấp thẻ ưu tiên để di chuyển được thuận lợi.